Xin chào mọi người, mình xin quay lại để giới thiệu về cái phần kỹ thuật mà mình có cơ hội thi công. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái hồ bơi, cái hồ bơi mini dành cho cái dự án mình đã thi công ở quận 2. Thì ở đây là cái tầng thượng, tầng 25 của dự án. Thì hiện tại trên đây là trời đang gió, đây là chính cho cái hệ thống cái hồ bơi 100 khối. Đây thì có điều khiển nhân viên nguồn, điều khiển bơm này kia đâu chung, thì có cái nút dừng khẩn cấp, nút báo chuông và tắt chuông, báo mức cao mức thấp của cái bể cân bằng. Thì các hệ thống chính gồm như đây là có cái bơm này dùng để bơm nước tuần hoàn cho hồ bơi, có bộ lọc cát, cái hồ này nhỏ nên là mình chỉ sử dụng có một cái bộ
Ngoài ra một bộ lục cát thì nó đi kèm với một cái van gọi là van sáu ngã. Thì cái van này tùy theo chức năng của cái hoạt động của hồ bơi thì nó sẽ để ngay chỗ cái vị trí nào. Ví dụ như hiện tại hồ bơi đang hoạt động thì sẽ để ở cái vị trí filter như thế này. Khi mình xả nước xả gì đó, xả nước vệ sinh thì mình sử dụng cái chế độ quát. Đó, thì tùy theo đóng hoàn toàn. Đó, thì tùy theo thì mình sẽ để cái vị trí của cái van nó đúng như thế nào. Rồi, ra ở đây nó có cái bộ điều khiển chung cho cái hồ bơi. Thì ở trên đây thì mình có thể điều khiển hoạt động của hồ bơi như là hẹn giờ, điều khiển cho các cái van. Ví dụ như mình hẹn giờ thì một ngày mình chạy bao nhiêu phút, rồi bắt đầu chạy từ giờ nào, vân vân. Thì tất cả cái này sẽ set up trên cái bộ này. Thì cái này là mình giới thiệu chung thôi, còn cái chi tiết thì chắc có thể ta sẽ giới thiệu sau cho mọi người biết ha. Đó. Rồi ngoài ra phía trên đây thì nó có một cái bộ gọi là bộ điện phân muối. Thì cái hồ bơi của mình là hồ bơi nhỏ dành cho building, thành ra chủ yếu là nó chạy, nó chủ yếu là người ta bỏ muối vào. Thì cái bộ này nó có tác dụng là điện phân để tách cái muối và cái clo ra để tạo thành cái clo để khử trùng cái nước. Thì cái đây là cái bộ để điện phân bơm. Trên bơm thì có cái van một chiều đẩy ra. Thì phía sau bơm là nó có ba cái đường để nối vào cái đường hút của bơm. Thì tùy theo mình xài ở chế độ nào thì mình sẽ mở cái van cái đường đó cho hợp lý. Ví dụ như đây nó có một cái đường như là cái đường ống hút vệ sinh, là cái đường từ cái bể cân bằng, cái bể cân bằng đi về, rồi từ cái đường ống thu đáy ha. Thì tùy theo. Rồi mình xin giới thiệu tiếp. Thì ở đây là có một cái đồng hồ cấp nước chính vô. Thì đồng hồ này là có thể cấp nước trực tiếp vô hồ bơi. Khi mà mình rút hết rồi thì mình cần cấp nước vào, thì đồng hồ này nó sẽ cấp trực tiếp vô hồ bơi. Ngoài ra cũng tách một cái nhánh ra để cấp vô cái bể cân bằng. Thì tất cả hồ bơi đều có một cái bể nằm phía dưới phòng máy gọi là cái bể cân bằng. Thì đây là cái bể cân bằng đây, rất là to. Thì để chứa nước, chứa nước để hồi từ cái hồ bơi và tuần hoàn về. Đây là bể cân bằng hồ bơi. Thì từ ngay chỗ cái nước cấp này vô thì một đường cấp trực tiếp vô hơi và một đường cấp cho cái bể cân bằng. Thì cái đường cấp bể cân bằng này có cái van điện từ để khống chế. Ví dụ như là khi cái nước nó thiếu thì cái van điện từ nó sẽ tự mở ra để cấp nước vào, còn nước đủ rồi thì nó đóng lại. Chứ trường hợp mà nó cấp liên tục đó thì nước nó sẽ vào, nó sẽ tràn ra ngoài thì nó sẽ mất nước, rất là phung phí nước đó. Thì các cái đường ống nối từ bên ngoài cái thiết bị kia thì đi vào bên trong đây, thì để vào các cái thiết bị như là bể cân bằng. Thành ra một số cái đường ống đây thì sẽ đi dưới đáy của cái hồ bơi. Và bên hông của hồ bơi thì có cái đường cấp nước vào, cái đường hồi nước về và cái đường vệ sinh. Ngoài ra thì nó có cái đường thu từ cái đáy hồ bơi về, nó thì cũng đi ở dưới vị trí này. Và hai cái chỗ mà thu ở chỗ cái mương tràn, thì cái mương mà nãy nước nó tràn ra ngoài đó, thì ngay ra ngoài đó nó có một cái mương để mà thu cái mương tràn về đó. Thì hồ bơi là phải có cái chỗ thu mương tràn đó thì nó tràn ra nó mới đẹp. Thì tất cả nó thu về và nó về cái bể cân bằng. Sau đó từ cân bằng nó thì bơm nó mới hút để nó đẩy qua lọc để lọc lại và trả về cái hồ ở bên trên. Thành ra là nước nó đi theo một cái chu kỳ tuần hoàn. Rồi mình xin giới thiệu sơ bộ như vậy. Thì tất cả những cái này mình có cái sơ đồ nguyên lý, bản vẽ nghe thi công. Thì anh chị em nào có cái nhu cầu về cái tìm hiểu về cái này thì comment ở dưới là mình sẽ gửi cho mọi người để tham khảo thi công khi cần thiết.
thì tất cả mình sẽ hỗ trợ và mình free hết chứ không có cái tính chi phí gì ở đây. Thì tất cả mình chỉ post lên để cùng anh em có cùng cái ngành nghề để học hỏi nhau thôi. Rồi, mong anh em chia sẻ và subscribe kênh, like kênh để mình có những cái clip tiếp theo để giới thiệu những gì mà mình đã thi công. Rồi, mình xin dừng ở đây.